Hướng dẫn bố này. Bố nhặt cùng con này. Đâu con nhặt mẫu đi, con nhặt thử xem nào, bố xem nào. Bố chưa biết nhặt nó ra thế nào. Đấy con làm mẫu đi để bố tí bố xem lại. Thế bố ngồi đâu? Đấy. Thế từ tối giờ mới nhặt được bố tí này hay là vừa nhặt xong? Ngồi đây nhá. Nằm đi, ngồi thẳng đấy. Ngồi thôi. Xin chào các bạn, mình là Ngô Minh Ngọc. Mình đang nhặt giá đỗ, quả đỗ cho mẹ mình. Mình đang hướng dẫn để bố nhặt. Mình đang làm mẫu. Để mai mình đi học. Đây là giá đỗ mẹ mình tự làm. Mình là Ngô Minh Ngọc, mình 5 tuổi rồi. Lớn lên mình sẽ là một bà nội trợ để mình được ăn suốt cả tháng. Lúc nào cũng được ăn. Lúc nào cũng nghĩ về ăn thôi. Lúc nào cũng chỉ có nghĩ về ăn thôi. Mình là Ngô Minh Ngọc, mình 5 tuổi, mình học trường mầm non Thanh Vân. Mình xin chào các bạn. Bố. Đây là anh Cadit của nhà mình. Anh Cadit năm nay học lớp 3. Anh Cadit xin chào tất cả các bạn. Anh có tít có mũ len rất là đẹp. Anh nhập tới đi. Anh có tít thì ăn nhiều, ỉa thì rất nhiều. Ăn ra. Ăn thối, ăn bẹp. Anh tít, anh tít bác ghế lên kia còn cho anh mấy bát. Anh có tít nào? Bát nào? Lấy tay mày. Mình là Ngô Minh Ngọc. Mình chuẩn bị làm rơi cái nồi cái bây giờ. Mình thắp bằng một mẩu thôi. Cẩn thận vỡ bát. Mình là Ngô Minh Ngọc, các bạn gọi mình là Ngọc Thối. Ở nhà bố mà mình gọi là Mít Thối. Năm nay mình 5 tuổi rồi. 11 tuổi. Còn đây là anh Cadit nhà mình. Anh Cadit là số 9 của đội tuyển Thái Lan, tên là gì nhỉ các nhỉ? Cái gì nhỉ? Mà sút penalty bị trượt à? Tít. Alisak Raison à? Hóa chất đấy. Mẹ bảo nó em từ nước đấy rồi mà. Chưa. Ăn ngon mà. Chang à? Tao không ăn chất gì vậy. Đau bụng phê.